Hôm nay Hùng lại có hai vị khách từ Hà Nội bay vào. Cô bé này là một người mẫu ảnh cũng khá là ấn tượng. Mái tóc này phần chân là đen, phần thân và phần ngọn đã tẩy nhiều lần. Bé này mong muốn nhuộm một màu đỏ sáng. Thì Hùng có tư vấn là khi nhuộm đỏ sáng bắt buộc phải tẩy lại phần chân tóc thì màu nó mới đều được. Tẩy nhuộm đối với tóc em là có hai giá, 1,5 triệu và 2 triệu đối với tóc ngắn như thế này. Dài hơn tí xíu thì bên mình tẩy nhuộm là 2,5 triệu đến 3 triệu. Thì bé này đồng ý. Và Hùng có tư vấn thêm, khi sử dụng màu đỏ này mình phải mua một chai dầu gội đỏ về sử dụng. Để làm cái gì? Chai dầu gội đó sẽ giúp cho mái tóc này giữ màu lâu hơn và mướt hơn, bóng hơn. Nói chung bé này cái gì cũng đồng ý, nó miễn sao đẹp là được. Thì khi sau khi nhuộm xong các bạn thấy là màu đều từ trên xuống dưới luôn, và màu rất là nóng bỏng, nhìn nó rất là rực lửa. Và khi nhuộm mấy màu tóc như thế này, tóc mình đã cái đẩy, các bạn nên hạn chế sử dụng nước nóng và không được sử dụng dầu gội lia hết hình soda. Vì sao? Trong lia hết hình soda có chất trị gầu nên rất là làm nhanh phai màu. Và bây giờ chúng ta chuẩn bị đến mẫu tóc thứ hai. Đây là mẫu tóc nam đi chung với bạn này luôn, cũng tẩy và nhuộm luôn, nhưng bạn này chơi hai màu và màu đỏ hồng và màu tím. Thì những cái màu này sẽ phù hợp với những bạn trẻ. Và bạn này có hỏi mình, ủa nếu em nhuộm màu tóc đỏ hồng thì em sử dụng dầu gội gì anh? Ok, thì ở đây anh sẽ có dầu gội màu hồng cho em luôn, mình về mình gội thôi. Thì cái chai dầu gội giữ màu hồng của bên anh bán là 570, cộng với tóc của em tẩy nhuộm 2 triệu nữa là 2,570,000. Còn cắt là 150 nữa. Tóc nam, tóc nữ bên anh cắt là, anh cắt, anh Hùng cắt là 300, thợ cắt là 200. Em trai nói sao bên anh tẩy ít rác quá vậy, nhuộm hơi bị im mà nha. Vì khi tẩy mình sẽ hạn chế đập thẳng vào da đầu. Nếu tẩy đập thẳng vào da đầu nó sẽ gây rác và gây phỏng da đầu. Tại sao cần có chế độ chăm sóc tóc nhuộm đỏ đặc biệt? Về bản chất, tóc của người châu Á chúng ta chứa nhiều sắc tố mang tên elonin. Sắc tố này chỉ đậm từ đen tới nâu, chiếm 80% các hạt sắc tố. Và các hạt sắc tố mang màu đỏ là phelanin lại rất ít. Chính bởi lý do đó, khi nhuộm đỏ hoặc các màu sáng khác, tóc thường khó lên màu. Những tác động xấu cần tránh xa. Có hai tác nhân vô cùng bất lợi cho tóc nói chung và tóc nhuộm nói riêng, đó là ánh nắng mặt trời và mỹ phẩm chứa các chất tẩy mạnh. Nếu như tia UV trong ánh nắng của mặt trời hút hết ẩm trong tóc khiến tóc xỉn màu, khô sơ, thì hóa chất chứa chất tẩy mạnh là kẻ thù bất khả chiến bại trong cuộc chiến với các hạt màu trong tóc. Hóa chất tẩy rửa mạnh sẽ khiến các hạt màu đỏ vốn đã bám đỏng lẻo trên tóc nay bị xua đuổi một cách tàn khốc nhất. Vì thế hãy gạt lại những dự định như bơi, tắm nắng, dầu gội trị gầu, dầu gội dành cho tóc, dầu, những sản phẩm nổi tiếng chứa sunfat nhé. Thói quen tốt cho tóc, đầu tiên hãy thường xuyên đi tỉa đuôi tóc để được mái tóc mượt mà hoàn hảo. Đừng tiếc 1-2cm ở đuôi tóc mà khiến mái tóc bạn có dấu hiệu hư tổn và chảy ngọn hoặc sơ rối nhé. Cả nhà xem xong nhớ like, share, comment, nhớ đăng ký kênh để xem video mới nhất cùng nha. Bye bye.